Đây nè cả nhà, chân dung em chó nhõng nhẽo, em đòi đi vô đây chung với Hân á cả nhà. Phải nè, sao vậy chay râu bạc hết trơn rồi cả nhà. Chào cả nhà, lại là Hân đây cả nhà ơi. Sau khi ăn hết bắp ở trong vườn cả nhà thì hôm nay Hân sẽ quay lại khu vườn của Hân cho cả nhà xem nè. Ở đây là bên ngoài khu vườn nha cả nhà. Bên ngoài thì Hân có trồng dưa hấu nè. Cả nhà xem bây giờ dưa hấu của Hân có trái rồi nè cả nhà. Ha. Có trái hơi muộn hơn so với của người ta cả nhà, nhưng mà có thành quả là mình đã thích rồi cả nhà. Dưa hấu cũng xanh tốt lắm nha. Rồi cả nhà xem nè. Đây ra bông nè, ra trái luôn. Được mấy trái luôn á cả nhà, bên đó cũng có một trái nữa nè. Ở bên đây cũng đang ra trái ha. Mỗi giây Hân chỉ chừa lại một trái thôi cả nhà, cho trái nó lớn mà không biết nó có lớn hay không nữa. Đây, mình kê nó lên nha cả nhà. Cỏ bên đây á là bí nha cả nhà. Bí nụ á cả nhà, chứ bí này ăn nụ. Nhưng mà Hân thấy á, nó ra bông nhiều quá chừng. Hôm bữa Hân có hái một lần để Hân xào ăn rồi cả nhà. Cả nhà xem nè, bông quá chừng bông luôn. Sáng sớm nó nở, quá trời nở luôn rồi cả nhà. Mỗi ngày Hân đều nao hái chừng khoảng gần 20 bông á cả nhà, mà quên hái cái nó tóp lại như vậy nè. Bây giờ ở trong tủ lạnh Hân á có rất là nhiều bông bí luôn, tại vì mỗi lần hái á có 20 bông thì không có đủ ăn, Hân hái dần dần cái nó nhiều lên cả nhà. Hôm bữa Hân làm một nồi lẩu nhúng bông bí ăn ngon quá chừng luôn. Ở đây nó cũng có trái nha cả nhà. Đây nè, trái của nó như vậy nè. Thường thường trái như vậy là đã ăn được rồi đó cả nhà. Nhưng mà Hân thấy lúc này nó ít trái quá, nó toàn ra bông không à. Mà sáng sớm Hân quên hái, đáng lẽ Hân phải hái hồi buổi chiều quá cả nhà, để cái bông nó nở ra thì ăn không có ngon. Rồi sáng sớm là hoa nó nở như thế này nè, ong nó bu nhóc hết trơn, rồi đâu có dám hái đâu. Để chiều nó tốt lại nó hái, Hân mới hái nha cả nhà. Như vậy thì ăn nó không có ngọt lắm. Nhưng mà thôi kệ, chồng có mấy dàn bí mà bông quá chừng luôn cả nhà ơi. Ăn bí ngán luôn á. À, bông nè, thích lắm luôn cả nhà. Thì bây giờ Hân sẽ đi vô trong quay dưa leo cho cả nhà xem nha. Hôm nay dưa leo cũng trái nhiều lắm rồi, Hân ăn hổm trời quá trời ăn luôn cả nhà. Cả nhà xem nè, dưa leo á nó bò ra sau hè luôn nè. Đây là bông mướp nha, bông mướp đực không à, bông cái thì nằm bên trong. Đây có trái dưa leo nè cả nhà, Hân nghĩ Hân sẽ hái luôn á. Đây, ui trời, con ong má ơi. Sáng sớm á ong nó ra nó hút mật nhiều lắm nha cả nhà. Đây, hái được một trái dưa leo nhỏ nhỏ như vậy là ăn ngon rồi cả nhà. Đây, nó bò lên trên đây nè. Dưa leo của Hân nó sắp tàn rồi cả nhà ơi, tại hổm gầy ăn hơi nhiều quá. Đây, những cái em chuối. Bữa Hân cho người quen hết cây rồi. Mấy nay trời mưa cả nhà, cho nên là cái vườn của Hân nó mọc cỏ quá trời. Dưa leo của Hân thì nó sắp tàn rồi cả nhà ơi, ở dưới nó hơi vàng rồi nha, nhưng mà trên nó vẫn còn trái nhiều lắm cả nhà. Cả nhà xem nè, trái nó lủng lẳng nhìn thấy thương lắm nè. Cả nhà xem nè, Hân quay nó ngược sáng rồi cho nên là không có thấy rõ trái dưa leo ha. Để hôm qua hướng này Hân quay cho cả nhà xem. Đây nè, vẫn còn ra trái rất là nhiều luôn nha cả nhà. Hân để cho nó sổ xuống vàng vậy nè, đó, thích lắm. Ở đây cũng có nha. Khổ qua thì nó ít trái à cả nhà. Đây, hôm nay cả nhà xem nè, mướp của Hân đã có trái rồi cả nhà ơi. Đây có khổ qua nha, kế bên có dưa leo. Đây cả nhà, nhà thấy không, dưa leo nha, mướp nha, khổ qua nha, nó cùng lủng lẳng ở trên vàng dễ thương lắm cả nhà nè. Mướp ra trái cũng nhiều á cả nhà, nhưng mà giống mướp gì hơn cũng không biết nữa, nó nhỏ xíu à, nó lủng lẳng. Ui da, quay phim mà ong nó bu ở trên đầu á cả nhà ơi. Đây cái dàn mướp của Hân nha, cái dàn mướp nhỏ nó leo chậm hơn nhưng mà nó có trái trước rồi cả nhà. Dàn mướp lớn của Hân nó bò múc vàng rồi nhưng mà nó không có trái, nó toàn là bông đực không. Sáng sớm ong bu quá rồi cả nhà ơi. Bên đây thì cỏ hơi nhiều quá cả nhà ơi, cỏ nhà Hân nhiều quá. Hôm bữa Hân quay cho cả nhà xem cây cà của Hân á, nó có ít xỉu trái rồi cả nhà. Bây giờ cả nhà xem nè, trái quá trời luôn nè. Cái cà này chín rồi, Hân hái luôn, Hân thu hoạch nó luôn nha cả nhà. Ở dưới này nữa nè, hôm bữa đó ở đây có một con sâu bự quá trời luôn cả nhà, con sâu xanh nhìn ghê lắm. Đây cà chua dưa leo cả nhà, đó Hân được một bữa ăn sáng rồi cả nhà ơi. Nãy Hân quên đi lấy cây rổ. Đây bên đây cũng cà chua nhiều lắm nè cả nhà. Hôm bữa Hân quay cho cả nhà xem á, trái nó ít lắm nhưng hôm nay hái nhiều rồi nè.
chín nhiều lắm rồi, cà mà nó chịu ra trái rồi, nó ra nhiều lắm cả nhà xem nè. Nó có hàng gì nè. Cà này là cà chùm á cả nhà. Không biết trái nó lớn hơn không biết nữa, nhưng mà Hân thấy cái giống cà của nó có trái nhiều nha. Hân thấy thương quá, Hân mua á. Thôi, nhìn thương á cả nhà. Có một khu vườn nhỏ nhỏ thôi mà bây giờ cây trái nó ra tùm hết rồi. Bên đây là ớt nè cả nhà. Ớt nó chín quá trời luôn rồi. Hân cũng chưa có hái vô ăn ở đây, Hân giới thiệu cho cả nhà xem. Cây ớt này nó kỳ cục lạ lắm cả nhà. Đây nè. Hân không biết làm sao mà trái ớt nó dài vậy nè cả nhà ơi. Nó dài hơn gang tay của Hân nữa. Còn trái bên đây nè, nó siêu to khổng lồ luôn cả nhà. Ớt nó quắn 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 cỡ này nè. Nó nằm cục cục ở dưới đất vậy nè. Quá trời nó lạ liệt, lạ kỳ luôn cả nhà ơi. Xem nè. Ớt gì mà lạ lùng thế không biết nữa. Cả nhà có trồng giống ớt này, cả nhà cho Hân biết nó là ớt gì nha cả nhà. Thôi nè. Ớt gì dài gần cả hai gang tay Hân luôn rồi cả nhà. Đây, tay của Hân mới tới đây nè, chứ ớt nó còn lậm lên trên nè cả nhà. Nhìn thấy thương lắm. Đây là cây cà nè cả nhà. Cây cà hôm bữa Hân nghĩ là nó đã đi đai rồi, mà sao hôm nay nó vẫn tốt. Trái đi nè cả nhà xem trái nè. Nó không có lớn nha cả nhà. Cái cây cà này nó lùng lùng gì nè, mà cả nhà xem cái trái của nó coi nè. Biết bao nhiêu trái mà nói. Trái mà lớn không nổi luôn mà. Nhưng mà thôi kệ nó đi, nhìn thấy thương quá chừng luôn cả nhà. Rồi bên đây cây cà của Hân nữa nè cả nhà. Cây cà tự mọc đó. Hôm bữa nó eo uột lắm, hôm nay nó cũng có trái nhiều quá cả nhà ơi. Có một khu vườn nhỏ nhỏ thôi á, mà hôm nay thấy cái trái nhiều, thích lắm cả nhà. Thì bây giờ Hân sẽ lấy cái gỗ để Hân thu hoạch nha cả nhà. Nãy Hân hái được một trái dưa leo với ba trái cà chua này cả nhà. Hân xách cái rổ nè. Bây giờ Hân sẽ hái mấy trái ớt chín này luôn nha. Rồi để nó ớt nó chín đó cả nhà, không hái cái nó thúi luôn nè. Thúi rồi. Ôi, Hân bẻ gãy nhánh luôn rồi nè cả nhà. Có một tay á, vừa quay phim vừa hái ớt đó cả nhà, cho nên là nó bị đứt cái đọt. Cái này bị hư rồi. Ui, cứng quá. Nãy phải lấy cây kéo cắt là được rồi. Hái cho nó nhẹ bớt đi cả nhà ơi. Để nó nặng tội nghiệp nó. Hân hái có cuốn luôn. Cái này hư rồi, dục bỏ. Cái nào hư thì mình sẽ bỏ cho nó nhẹ cây nha cả nhà. Còn cái nào ăn được thì mình hái. Rồi hái lá luôn rồi. Rồi cái ớt này giờ nó ra dài rồi nè. Hân nghĩ là nó sẽ chín á, cho nên Hân để Hân chín coi coi nó ra làm sao nha cả nhà. Đây nè cả nhà, chân dung em chó nhõng nhẽo. Em đòi đi vô tay chung với Hân á cả nhà. Thôi nè. Sao vậy? Chay râu bạc hết trơn rồi cả nhà. Sao? Chay muốn gì? Hả? Nhõng nhẽo quá vậy chay. Hả? Chay nhõng nhẽo quá vậy. Nhõng nhẽo dữ vậy ta. Hả? Sao con nhõng nhẽo vậy? Sao nhõng nhẽo dữ vậy hả? Già đầu mà còn nhõng nhẽo nữa cả nhà. Đó, em chay đó. Cái sân này là của em á. Hả? Cả nhà xem cái sân của nó nè. Nó rộng mênh mang bát ngát luôn. Hơn trồng được có mấy cây ăn trái ngoài kia thôi. Còn lại là cái sân của em đó nha. Đó. Em nó có hai cái nhà luôn cả nhà ơi. Nhà lớn, nhà nhỏ luôn, muốn ở nhà nào ở nha. Thôi bây giờ Hân sẽ đi thu hoạch tiếp nha cả nhà. Không biết cái mướp này chừng nào ăn được. Đi hái dưa leo trước đi. Đây dưa leo đây cả nhà ơi. Dưa leo hái non non ăn mới ngon. Tại nhà mình trồng mà. Mình hái già quá ăn dở lắm cả nhà. Đây dưa leo. Dưa leo đây. Trái này nó bị đèo rồi, hái luôn. Hái một hồi cả rổ luôn cả nhà ơi. Phía sau này có con trái nữa nè. Đây. Đó. Toàn là rau sạch thôi cả nhà ơi. Cả nhà xem nè. Hái một rổ rồi nè cả nhà. Để Hân để lại đàng hoàng rồi Hân sẽ quay cho cả nhà xem thành quả của Hân nha cả nhà. Cả nhà ơi, đây là thành quả sau một hồi đi ra vườn của Hân nè cả nhà. Hôm nay dưa leo nhiều lắm nha cả nhà. Cái này là mình không ăn sống hết là mình xào ăn được luôn cả nhà. Có mấy trái cà và mấy trái ớt nè cả nhà. Bông bí á, thì hồi sáng á cả nhà nó nở ra hết trơn rồi. Ong nó bu ở chổng á, mỗi cái bông nó có tới 2-3 cái con ong lần cả nhà, cho nên Hân không dám hái nha.
Thôi Hân hái dưa leo thôi, Hân có hái mấy trái nhỏ nhỏ rồi nè. Cái trái nhỏ nhỏ thì mình ăn sống, còn mấy trái lớn mình xào như cả nhà. Thì hôm nay ra vườn thu hoạch một chút xíu trái cây, rau củ trong vườn. Hân cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hân. Nếu yêu mến kênh của Hân thì có thể bấm cho Hân một like, đăng ký kênh để có thể xem được nhiều video clip tiếp theo của Hân nha cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Bye bye.